Mến chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được cái đầu băng cassette có model là Akai RXC 709D. Đây là đầu băng cassette rất nổi tiếng đến từ hãng Akai Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu trắng. Máy mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc, mặt núm tất cả các cạnh là không tì vết ngay các bạn, không vết xước, không vết lông mèo. Đầu Akai RXC 709D nằm trong phân khúc lại dòng các băng cassette cao cấp của hãng, được sản xuất vào năm 1979, made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và công suất 13W. Tất cả các chức năng mình đã test hoạt động hoàn hảo. Dòng này các bạn nhìn vào đây là sẽ thấy một cái chữ Last and Install Ferrite Head. Đây là cái đầu băng cassette sử dụng đầu từ kính nên các bạn xài trước mình bị không khi nào sợ bị mòn đầu từ nha các bạn. Và bên phải nó có hai đồng hồ vu V7 rất sáng và đều màu này các bạn. Tất cả các chức năng ở đây, chức năng là các bạn mở ra các bạn sẽ nhìn vào các bạn sẽ thấy sẽ có hai đầu từ đó. Dòng này là 4 track 2 channel stereo nha các bạn. Ở đây nút stop, press, lui bài đó, tới bài, play đó. Ở đây nút pause. Ở đây đồng hồ chỉnh số vòng của băng tép đó. Và bên cạnh đó, đó là có những chức năng tép ít sử dụng. Ngoài đó có những chức năng các bạn hay sử dụng là MXB filter, Dolby NR và limiter đó. Ở đây có một volume dành cho phần tép các bạn, phần to nhỏ đó. Và bên đây nó có một volume dành cho phần mid và một volume dành cho phần line, là khi các bạn đưa tín hiệu từ những đầu CD hay là những cái đầu nguồn phát vào cái đường line in để các bạn thu ha, thì nó có volume riêng biệt. Rồi sau đây mình test các chức năng thu phát cho các bạn xem. Dòng này rất đáng chơi đó, với kích thước chiều ngang là 44 cm, cao 16,5 cm và hậu sâu là 28,5 cm, và máy nặng là 6,5 kg. Ở trên xung quanh được phủ một hồi gỗ, tất cả còn nguyên zin nguyên bản, không trầy xước, không cứng móp nha các bạn, rất đẹp. Rồi chất âm của dòng Akai RXC 709D đó thì tiếng rất mộc và rất ngọt ngào chi tiết nha các bạn. Đó, các bạn nghe những dòng nhạc rề 75 các bạn dùng để thu phát hay là những dòng nhạc có độ chi tiết cao á, thì cái đầu Akai RXC 709D này nó chơi cũng rất tốt nha các bạn, hay hơn trong tầm tiền. Và sau đây mình test chức năng thu cho các bạn xem. Đầu tiên là các bạn thu thì các bạn có thể đưa những cái đầu băng cassette của các bạn vào ha, đó, đĩa trắng hoặc là những đĩa các bạn muốn ghi chồng lên thì các bạn đưa băng vào đó, cái nhất. Cái thứ hai là các bạn sẽ ấn hai nút red và like cùng một lúc cho mình ha. Khi mà các bạn thu thì đèn chỗ này sẽ sáng nha các bạn. Và đây có một volume dành cho phần thu, phần line in đó các bạn, phần thu các bạn tăng giảm. Nhắc đến làm chi thêm sầu khổ, thêm tội kiếp nghèo, phận trắng tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khúc mình mới thu cho các bạn nghe thử. Đó, chất âm 1:1 luôn các bạn, rất đang chơi. Rồi, hết khúc mình thu đó các bạn. Chất âm rất đáng chơi các bạn. Rồi sau đây mình quay tổng thể mặt sau cho các bạn xem. Nhìn tổng thể mặt sau là các bạn nhìn thấy con này rất mới, là tất cả còn nguyên zin bản bản, nhìn hồi gỗ là các bạn biết ha, rất mới. Thông tin Akai Electric Company Limited ha, model gửi C79D số RI 0943. Ở đây đường layout nè, các bạn đang đưa vào âm ly nè. Đây đường lay in là các bạn đưa từ đầu CD vào để bạn thu nè. Ở đây dây nguồn zin và dây nguồn dính còn rất mềm. Thông tin Akai Saitama AC 100V 13W ha. Đó, tổng thể đi mặt sau các bạn nhìn như mới luôn, không có tì vết gì các bạn, rất bóng luôn bạn, rất đẹp. Sẵn mình cho các bạn xem mặt đáy luôn, để mình các bạn cho mình tí đẩy vô con một tí. Rồi các bạn nhìn mặt đáy nè các bạn, sexy còn 7 màu ở dưới luôn các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Rồi sẵn mình cho các bạn xem mặt đáy nội thất luôn. Rồi hồi gỗ của nó nguyên zin nguyên bản, không chạy xước, không cứng móp nha các bạn, tất cả nguyên zin rất đẹp. Đó, nhìn vào tổng thể là các bạn sẽ thấy một tăng phô này, vàng này, sườn sexy, đập vào mắt là không có điểm chê như mới đâu, sexy 7 màu đó, tăng phô. Mình đã cân chỉnh và thay của dây Cora cho các bạn về chữ việc sử dụng thôi. Đó, hai cầu chì bảo vệ nguồn, tất cả ngóc ngách con này là không có điểm chê luôn bạn, nhìn sexy 7 màu là các bạn miếng đồ mới ha, rất đẹp. Bên trái cũng các bạn nhìn cũng rất là vàng luôn bạn, như 7 màu ha. Rồi mình quay bên phải cho các bạn xem luôn, cũng rất đẹp luôn các bạn. Đó. Dòng này rất đáng chơi nghe các bạn, chất âm của dòng Akai GXC 709D tiếng rất là mộc và trung thực nghe các bạn. Rồi mình cho các bạn nghe thử một đoạn mình mới thu hồi nãy đó các bạn. Lời hẹn thề xưa theo gió bay, nhắc đến làm chi thêm sầu khổ, thêm tôi kiếp nghèo phận trắng tay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo đến các bạn cái đầu Akai có model là GXC 709D, mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc, không tì vết nha các bạn. Nội thất con này mình cũng quay cho các bạn xem là như mới luôn, sexy 7 màu rất đẹp. Máy bán ra mình vẫn bảo hành 3 tháng nên các bạn an tâm mua về nghe trưng bày sử dụng với giá rất tốt, chỉ là 6.500.000 đồng, mình bao ship toàn quốc. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.